Shop dụng cụ làm vườn, em xin kính chào toàn thể các bác. Hôm nay em sẽ đưa đến cho các bác một cái mẫu kéo cộng lực mà trong thời gian vừa qua em cung cấp rất là nhiều, gửi đi cho các bác khách đặt hàng trên toàn quốc rất là nhiều cái mẫu kéo cộng lực cắt cành, cắt cây rất là khỏe này. Cái mẫu này là gọi là cái mẫu kéo cộng lực 1 mét, khi chưa rút ra như cái kéo này thì nó là 70 phân các bác ạ. Đó là 70 phân thì các bác cũng có thể cắt từ 70 phân nhé. Và khi rút ra rồi thì các bác có thể cắt tùy chỉnh ở những mức độ như đây. Đấy, nó có khớp đây nhỉ, như này. Đấy, đến 1 mét các bác ạ. Các bác có thể cắt tùy chỉnh nhé. Cái mẫu kéo cộng lực này thì càng ở 1 mét này thì càng khỏe các bác ạ. Kéo cộng lực này thì các bác có thể đi đốn cành, cắt cây. Cành cây rất là to, có thể bằng cổ tay này luôn các bác ạ. Đường kính rất là to luôn. Trước kia thì bên em cung cấp cái mẫu kéo cộng lực này là hàng của Đài Loan. Nhưng mà hôm nay em vừa mới về hàng cái mẫu kéo cộng lực này đến từ Nhật Bản các bác ạ. Thì mẫu kéo cộng lực của Đài Loan đã tốt rồi thì cái mẫu kéo cộng lực của Nhật Bản lại càng tốt hơn nhé các bác nhé. Thân kéo thì đưa đến cho các bác là làm từ nhôm rất là nhẹ, các bác có thể cắt nó không cầm, cắt nó không bị tốn sức, nó rất là nhẹ nên là không tốn sức. Tay cầm là cao su, làm từ cao su lon, các bác cầm nó sẽ cầm nắm nó sẽ chắc và khỏe. Phần lưỡi kéo này là phần làm từ thép đúc các bác nhé, làm thép đúc nguyên khối, rất là khỏe và chắc chắn, thép đúc rất là dày này, em quay sát cho bác xem, rất là dày. Và cái lưỡi kéo làm từ made in Japan, nó là lưỡi thép làm từ chất thép SK5, rất là đưa đến đường cưa rất là ngọt, đường cắt rất là ngọt các bác ạ, cắt những cành cây rất là to. Trước khi em cắt cái kéo của Đài Loan nó cũng đã rất là sắc rồi và không tốn sức rồi, nhưng cái hàng của Nhật lại càng tốt hơn các bác nhé. Hàng của Nhật này rất đưa đến cho các bác cái đường cắt rất là ngọt mịn, không dập vỏ và nó không tốn sức, và điều hơn nhất là nó cũng sẽ rất là bền các bác ạ, sử dụng rất là bền. Cái kéo cộng lực thì các bác những cái vùng đồi núi thì dùng sử dụng rất là nhiều và hầu như nhà nào cũng nên sử dụng và sắm cho mình cái chiếc kéo cộng lực này vì nó rất là tiện các bác nhé. Đấy, bên em cung cấp cho các bác rất là nhiều cái mẫu kéo cộng lực này, trước là của Đài Loan nhưng bây giờ là của hàng Nhật Bản, thì các bác yên tâm nhé, các bác nhận hàng được quyền kiểm tra hàng đúng như trên video thì các bác mới phải nhận hàng nhé. Hàng đúng là hàng của made in Japan, Nhật Bản, trên thân kéo cũng có chữ của Nhật luôn. Đấy, các bác nhận hàng kiểm tra đúng như video em quảng cáo em quay này thì các bác mới phải nhận hàng nhé. Chiếc kéo cái cộng lực này em báo giá luôn cho các bác trên video này là giá là 350.000, đã bao gồm phí ship vận chuyển cho các bác. Các bác không nghe nhầm đâu nhé, trước kia nó phải vào 380-400 thì bây giờ bên em cung cấp cho các bác cái kéo của Nhật này với giá có 350.000. Các bác muốn đặt hàng thì gọi điện ở số điện thoại em ghi ở góc màn hình, số điện thoại có Zalo, các bác có thể nhắn tin Zalo cho em sẽ chốt đơn, chốt giá và gửi hình cho các bác để các bác đặt hàng nó chuẩn, thì các bác cứ gọi điện hoặc là nhắn tin cho em nhé. Và để tiện theo dõi em thì các bác nhớ đăng ký kênh và nhấn vào quả chuông thả tin thả like để biết những video sau em đăng tải lên, những cái sản phẩm hữu ích gì thì các bác tiện theo dõi em nhé. Cảm ơn các bác đã theo dõi em hết những video này. Xin chào và hẹn gặp lại các bác.